Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh thông tin và đánh giá xe của TupCarVN. Trong video ngày hôm nay, dịp cuối của tháng 11 năm 2020 này, thì mình muốn giới thiệu đến quý anh chị các bạn về chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng tiêu chuẩn. Trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều người hỏi mình về bản máy xăng tiêu chuẩn này. Và hiện tại thì cũng là cuối của tháng 11 rồi, với phiên bản Santa Fe máy xăng tiêu chuẩn này thì hiện tại thì đang được nhà máy hỗ trợ cho quý anh chị các bạn thêm 30 triệu đồng so với cái dịp đầu tháng. Quý anh chị các bạn, nếu như những khách hàng mà chúng ta đang tìm hiểu về Hyundai Santa Fe, đặc biệt là phiên bản tiêu chuẩn này, thì hoàn toàn tại thời điểm này chúng ta có thể đưa ra quyết định chúng ta mua xe tại thời điểm này với Hyundai Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn này. Và trước mắt quý anh chị các bạn, đây là màu đỏ đun quý anh chị các bạn ạ, hay nhiều người hay gọi là màu đỏ mận đấy. Ngoài ra, ngoài về màu đỏ này thì tại đại lý thì đang có sẵn về màu trắng, màu đen, màu vàng cát, có thể giao ngay cho quý anh chị và các bạn. Tuy nhiên thì theo mình thì màu đỏ này là một màu nhìn rất là sang và nhiều người ưng cái màu này. Đó, về cập nhật giá cho quý anh chị các bạn thì mình muốn cập nhật nhanh cho quý anh chị các bạn cái dịp cuối tháng với Hyundai Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn này, để quý anh chị các bạn khi mà chúng ta có thể tham khảo nhanh gọn, chúng ta có thể đưa ra quyết định mua xe có thể lấy bản tiêu chuẩn này không, hay là chúng ta có thể lên về bản cao cấp hơn. Với phiên bản tiêu chuẩn này thì hiện tại thì đang có mức giá bán cho quý anh chị các bạn với mức giá niêm yết là 995 triệu đồng. Tuy nhiên tại thời điểm cuối tháng này thì bên nhà máy thì đang hỗ trợ cho quý anh chị các bạn là 30 triệu đồng, cùng với đó là chương trình khuyến mại của bên đại lý. Sau khi mà trừ đi chương trình khuyến mại của cả bên đại lý, của cả với cả bên nhà máy, thì chiếc xe này đang có mức giá bán cho quý anh chị các bạn là 951 triệu đồng. 951 triệu đồng quý anh chị các bạn ạ. Đó là mức giá bán mới nhất của Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng tiêu chuẩn này. Mình nghĩ là với tầm giá 900 triệu hơn như vậy thì nhiều khách hàng, ví dụ như chúng ta lựa chọn về Hyundai Tucson, thì chúng ta cũng có thể là suy nghĩ xem xét chúng ta có thể lên với phiên bản xăng tiêu chuẩn này của Hyundai Santa Fe. Chúng ta được một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi hơn và nhìn thoáng hơn, rộng hơn, to hơn và đa dụng hơn. Với chiếc xe này, với mức giá bán như vậy thì hiện tại thì đang có mức giá lăn bánh cho quý anh chị các bạn tại thị trường tỉnh đang là 1 tỷ 005 triệu đồng, đang là 1 tỷ 005 triệu đồng. Và với những khách hàng ở Hà Nội thì đang có mức giá bán cho quý anh chị các bạn là 1 tỷ 035 triệu đồng quý anh chị các bạn nhé. Đó, tại tỉnh sẽ là 1 tỷ 005, và tại thị trường Hà Nội thì đang có mức giá bán là 1 tỷ 035 triệu đồng. Đó, chương trình này chỉ áp dụng đến hết tháng 11 thôi, còn trang chương trình tháng 12 thì có hỗ trợ nữa hay không thì thực ra mình cũng chưa rõ được cái vấn đề như này. Tại vì như này, mức giá bán mà đang hỗ trợ thêm cho quý anh chị các bạn 30 triệu đồng này là mình mới cập nhật đâu đó chỉ ngày 25 tháng 11 này thôi, mà nhà máy mới có thông báo là hỗ trợ thêm như vậy. Như vậy là gần như là một cái dấu hiệu của việc chạy chỉ tiêu cuối tháng với Hyundai Santa Fe này. Thì theo mình, nếu như khách hàng nào chúng ta quan tâm về Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn, hoặc là Hyundai Tucson máy dầu hoặc máy turbo, thì hoàn toàn chúng ta có thể nghĩ đến phương án là chốt xe và lấy bản xăng tiêu chuẩn này là hoàn toàn là có cơ sở tại cái thời điểm cuối tháng như này. Mức giá này thì mình khẳng định với quý vị các bạn là gần như là tốt nhất từ trước tới nay rồi. Đó, mình cũng xin giới thiệu qua cho quý vị các bạn một chút về những cái thông số kỹ thuật cơ bản của phiên bản tiêu chuẩn này, để những khách hàng nào chúng ta đang quan tâm về Hyundai Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn này, chúng ta có thể là xem xét kỹ và đưa được ra quyết định liệu là có mua được tại thời điểm này hay không. Các bạn có thể nhìn ngay đầu tiên là về phần mặt ca lăng của chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn này, thì được kết nối với nhau bởi những hình lục giác dạng thác nước. Ở mặt trung tâm của chúng ta sẽ là cái logo của Hyundai được mạ chrome sáng bóng ở đây. Đó, các chi tiết mặt đằng trước của chúng ta sẽ là chi tiết nhựa với phiên bản tiêu chuẩn, còn đối với phiên bản cao cấp của chúng ta sẽ là được ốp mạ chrome đen nhám. Đó, ở bên dưới đây chúng ta cũng có các chi tiết về nhựa đen được kết nối với nhau, nhìn cũng khá là bắt mắt với phần đầu xe của Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng tiêu chuẩn này. Đó, phần đèn của bản tiêu chuẩn này chúng ta sẽ được trang bị là công nghệ là đèn halogen dạng projector. Nhìn chị các bạn nhé, công nghệ đèn pha cốt của chúng ta là như vậy. Bên dưới này chúng ta có cái đèn led như này. Đó, bên trên này, mí trên này chúng ta sẽ là đèn góc chiếu cho quý anh chị các bạn, giúp chúng ta có thể là mở rộng được cái tầm nhìn vòng cua khi mà chúng ta đi vào những cái cung đường tối. Và đương nhiên rồi, bên cuối cùng này chúng ta sẽ là đèn sương mù cho quý anh chị các bạn, sẽ rất là hữu ích khi chúng ta đi vào những cái cung đường trời sáng sương mù. Đó, về phần đầu xe thì được trang bị, các bạn nhìn cũng khá là đẹp, với Hyundai Santa Fe mình rất thích. Tiếp theo là sang phần hông xe thì quý anh chị các bạn có thể nhìn thấy đó là về cái mặt là la răng của bản tiêu chuẩn này thì cũng khác biệt so với phiên bản cao cấp. Nhìn đây, một la răng đa chấu, nhiều người cũng khá là ưng cái la răng này.
la răng của chúng ta là la răng 18 inch quý anh chị các bạn ạ. Thương hiệu lốp mà chúng ta sử dụng ở đây là lốp Kumho. Cả bốn bánh của chúng ta sẽ đều là phanh đĩa quý anh chị các bạn nhé. Cả bốn bánh đều là phanh đĩa và có trang bị về cân bằng điện tử, phân bổ lực phanh điện tử. Đó. Sang phần hông xe này, gương. Đây là gương chiếu hậu của chúng ta cũng được tích hợp xi nhan trên gương rồi. Với phiên bản Santa Fe thì xương gương của chúng ta là gương gập điện chỉnh điện, có tích hợp xi nhan trên gương. Phần tay nắm cửa của chúng ta cũng được ốp mạ chrome phần viền trên này. Và ở cửa tuy là cửa bên phụ thôi nhưng mà chúng ta cũng được trang bị cả về cái nút mở cửa thông minh ở đây. Đó, đó là về phần hông xe. Mình sẽ giới thiệu qua cho quý vị các bạn như vậy. Còn về phần đuôi của chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng thì các bạn nhìn, các bạn đã có thể nhận thấy ngay. Đó là phiên bản tiêu chuẩn. Đây là phiên bản tiêu chuẩn. Nếu như về phiên bản cao cấp của chúng ta sẽ có ở chỗ chữ Hyundai Santa Fe này. Chỗ chữ Hyundai Santa Fe này chúng ta sẽ có chiếc Premium ở đây. Đó, chúng ta được một cái giải chrome này. Đây là chrome, chi tiết chrome các bạn nhé. Chrome sáng bóng này. Và bên trên là logo của Hyundai. Đó. Các bạn nhìn phần đuôi xe của Hyundai Santa Fe này. Đây là chi tiết cảm biến sau quý anh chị các bạn nhé. Cảm biến lùi đấy. Đó. Phần viền đèn cũng được ốp viền nhìn theo cái ngôn ngữ bo tròn, nhìn cũng rất là thích luôn. Mình rất thích cái kiểu bo tròn của Hyundai Santa Fe cho tất cả các cái dòng xe. Đây là nắp xăng. Và trên cùng mình nghĩ nhiều người quan tâm đó chính là về với bản máy xăng thì hiện tại tiêu hao nhiên liệu là như sau. Với những cung đường kết hợp thì sẽ là 8,65 lít, cung đường ngoài đô thị là 6,81 lít và trong đô thị là 11,85 lít. Theo mình nghĩ đâu đó thì khoảng tầm 8, 9, 10 lít thì tầm đó. Đó. Xin mời quý chị các bạn, chúng ta sẽ đi vào không gian nội thất bên trong của chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn này. Với nội thất của bản tiêu chuẩn chúng ta sẽ là tất cả sẽ là đều là màu đen quý chị các bạn nhé. Với phiên bản cao cấp của chúng ta sẽ là sự kết hợp giữa hai màu là màu đen và màu nâu. Tuy nhiên bản tiêu chuẩn của chúng ta thì hoàn toàn tất cả sẽ là màu đen hết. Đó, phần táp ly cửa này. Đây cũng là chi tiết da quý chị các bạn nhé. Nhìn các chi tiết da không rất là tỉ mỉ luôn. Phần bên trên này chúng ta có đây này, các chi tiết về các nút về điều chỉnh lên xuống kính này. Vị trí người lái của chúng ta sẽ là auto. Khóa cửa này, đóng mở khóa cửa này, điều chỉnh mặt gương này, gương trái, gương phải và đây là nút cục gương điện cho quý chị và các bạn. Mình sẽ quay bên trong không gian nội thất một chút cho quý chị các bạn. Ghế của phiên bản tiêu chuẩn của chúng ta cũng là ghế điện các bạn ạ. Ghế điện này các bạn nhìn này, nút ba nút chỉnh về ghế điện đấy. Ghế điện này. Ngoài ra mình cũng phải lưu ý luôn, với phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ là sử dụng phanh của chúng ta, phanh của chúng ta sẽ là phanh chân, là phanh phanh cái phanh mà chúng ta dừng xe sẽ là sử dụng phanh chân quý anh chị các bạn ạ. Đó, chứ cũng không phải là kéo phanh tay. Đó. Đây là vô lăng của chúng ta là vô lăng 3 chấu này. Vô lăng 3 chấu này nhìn cũng được bọc ni lông rất là cẩn thận đến từ nhà máy. Ngoài ra thì các chi tiết về nút điều chỉnh âm lượng này, điều chuyển kênh này. Bên phải này chúng ta có các nút về điều chỉnh cruise control, ga hành trình ấy. Sẽ là rất là thích hợp khách hàng khi mà chúng ta đi về những cái cung đường dài. Tuy là bản tiêu chuẩn thôi nhưng mà Hyundai cũng trang bị cũng khá là đầy đủ. Màn hình của chúng ta cũng là màn hình giải trí này, tương tự như phiên bản cao cấp thôi. Đó, được tích hợp tất cả các chức năng về radio, map, rồi là USB, AUX các kiểu. Điều hòa. Điều hòa của chúng ta cũng là điều hòa tự động các bạn nhé. Điều hòa cũng là điều hòa tự động này. Điều hòa tự động này. Đó, các nút về đây là nút bật tắt điều hòa này, nó lấy gió bên trong này. Đây nút về tăng giảm nhiệt gió này. Ngoài ra thì đèn nổ, nút đèn nổ của chúng ta cũng là đèn nổ start stop rồi. Hộp số của chúng ta là hộp số tự động. Ngay đây chúng ta có một cái bệ tỳ tay ở đây. Bệ tỳ tay cũng được bọc ra, các chi tiết bọc rất là tỉ mỉ và chi tiết quý anh chị các bạn ạ. Độ hoàn thiện chi tiết rất tốt trên Hyundai Santa Fe. Đó, chúng ta có một cái hộc để đồ và bệ tỳ tay ngay bên trên này. Với một dòng xe 7 chỗ thì các bạn yên tâm về không gian nội thất của Hyundai Santa Fe cũng rất là rộng rãi, thoải mái. Mình nghĩ là như vậy. Việc bố trí các chi tiết bên trong mình đánh giá trong cái phân khúc ấy thì Hyundai Santa Fe có cái lối thiết kế hợp mắt nhất. Nó khá là gia đình. Một dòng xe gần như là dành cho gia đình. Và đi thì máy của Santa Fe thì các bạn biết rằng nó cũng rất là thương hiệu rồi. Đấy. Đó là mình cũng vừa giới thiệu qua cho quý anh chị các bạn, kể cả về những cái thông số kỹ thuật, rồi là những cái cập nhật thông tin về giá lăn bánh mới nhất tại cái thời điểm mà mình làm cái video này. Vậy thì quý anh chị nào chúng ta quan tâm về Hyundai Santa Fe thì quý anh chị các bạn hãy liên hệ trực tiếp với mình
theo cái số hotline mình đặt ngay bên dưới video này để các bạn có thể nhận được mức giá báo giá tốt nhất về Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng tiêu chuẩn này. Đặc biệt tại đại lý của mình thì sẽ đầy đủ các màu giao sẵn cho quý anh chị các bạn đó, và xe thì luôn luôn được bảo quản ở trong nhà như này, các bạn yên tâm về chất lượng xe được bảo quản. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn lại quý anh chị và các bạn. Hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin về xe, về giá xe mới nhất tới từ Túc KVN. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.